Sỏi bàng quang chính là các mảnh khoáng chất cứng ở trong bàng quang. Những viên sỏi này được hình thành khi nước tiểu bị ứ đọng lâu trong bàng quang, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe của bạn. Và rồi bạn biết đến bộ đôi thuốc dược thảo Bioblade từ Mỹ có tác dụng đánh tan sỏi bàng quang, ổn định dòng tiểu. Chắc hẳn bạn đang còn thắc mắc bộ đôi thuốc dược thảo Bioblade có nguồn gốc ra sao, quy trình sản xuất như thế nào. Mời bạn ghé thăm trang trại dược phẩm tại Canada để khám phá toàn bộ một quy trình khép kín các giai đoạn sản xuất bộ đôi thuốc dược thảo Bioblade nhé. Bộ đôi thuốc dược thảo Bioblade được sản xuất bởi tập đoàn Natural Factor, sáng lập bởi Roland Venner, thành lập từ những năm 1950 với hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm. Tập đoàn hiện đang là thương hiệu dược phẩm uy tín tại Mỹ và Canada khi mà người dùng đều hướng đến những sản phẩm từ thiên nhiên. Chúng tôi hoạt động với sứ mệnh nâng cao hạnh phúc cho khách hàng thông qua hiệu quả của các sản phẩm sức khỏe. Natural Factor hiện có trụ sở chính ở Coquitlam, British Columbia, văn phòng đại diện nằm ở Morrill, Washington, nước Mỹ. Đầu tiên, khi tới Bắc Mỹ, bạn sẽ thấy vùng trồng dược liệu của chúng tôi cực kỳ rộng lớn với hơn 2.000 mẫu đất để trồng các loại thảo dược. Trang trại Natural Factor nằm tại thung lũng phù sa giữa hồ Otter và hồ Squaw ngay phía nam thành phố Armstrong, British Columbia. Vùng đất được hình thành trong hàng thiên niên kỷ bởi vì nước từ hồ Otter liên tục bị ngập trong thung lũng dưới đây. Những trận lụt này đã tích tụ một lượng lớn chất hữu cơ lên đất. Đất phù sa bồi cực kỳ màu mỡ với độ sâu 2m và có phân tầng vôi đặc biệt, đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa độ pH của đất. Tiếp theo, việc kiểm soát hoàn toàn lựa chọn giống là thế mạnh của trang trại. Chúng tôi đảm bảo chọn đúng loài không lai, hạt không biến đổi gen. Điều rất quan trọng là đảm bảo rằng cây giống tự nhiên và khỏe mạnh, vì cây con khỏe mạnh là cây trưởng thành khỏe mạnh. Tất cả các thảo dược đều được trồng ngoài môi trường tự nhiên nên việc kiểm soát mùa vụ là điều rất quan trọng. Các bước gieo trồng, thu hoạch phải đúng thời điểm để mang lại sản lượng và chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, việc thu hoạch hoàn toàn thủ công, chỉ chọn lựa những sản phẩm đã đủ tiêu chí. Điều này khác biệt với việc thu hoạch bằng máy. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều ra đời bởi quy trình khép kín, công nghệ hiện đại và con người chuyên nghiệp. Natural Factor là một trong những công ty dược phẩm duy nhất có trang trại hữu cơ riêng, khai thác, đóng gói và các cơ sở sản xuất riêng, các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu riêng biệt và một mạng lưới rộng lớn các đối tác khoa học và bán lẻ. Hệ thống phòng thí nghiệm, dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến, Natural Factor là nhà sản xuất nutraceutical duy nhất ở Canada có cơ sở đóng gói soy gel riêng cho phép kiểm soát được sản phẩm cuối cùng. Cơ sở của chúng tôi có thể sản xuất lên đến 4 tỷ soy gel mỗi năm. Bằng sự hiểu biết rộng rãi của các chuyên gia khoa học, hơn 1.000 dược sĩ hàng đầu với thâm niên kinh nghiệm hơn 30 năm đang cống hiến tại đây được lựa chọn và đào tạo từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù rất tự tin về những gì mang lại, nhưng với phương châm đặt sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu, chúng tôi đã chọn Asura để làm bên thứ ba chứng minh và xác nhận sản phẩm của mình. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm của Natural Factor đều được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép lưu hành trên toàn thế giới. Chúng tôi liên kết với cộng đồng bằng cách tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu trên thế giới. Sau khi biết về nguồn gốc của bộ đôi thuốc dược thảo Bioblade từ Mỹ của dược phẩm Biora, tiếp đến hãy cùng tôi tìm hiểu sâu vào thành phần hoạt chất và công dụng của từng loại thảo dược có trong bộ đôi thuốc dược thảo này nhé. Giấm táo được tinh chế từ táo tươi là một phương pháp chữa bệnh được lưu truyền từ xa xưa trong dân gian tại các nước Tây Âu. Táo có xuất xứ từ vùng ôn đới, chúng phát triển mạnh trong nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C. Đất mùn thoát nước tốt với độ pH từ 5.5 tới 6.5 là tốt nhất cho táo phát triển mạnh và lan rộng. Môi trường khô và đầy nắng sẽ cho ra đời những quả táo có hàm lượng đường cao và chất dinh dưỡng nhiều hơn. Để làm nên chiết xuất giấm táo chất lượng, chúng tôi phải tự tay gieo trồng những cây táo để có chất lượng quả tốt nhất. Tại trang trại của chúng tôi, táo được gieo hạt để đến khi cây lớn cứng cáp, chúng tôi sẽ chọn lọc kỹ. Cây không sâu bệnh sẽ được đem ra trồng. Khoảng cách phải vừa đủ từ 15 tới 18 feet để cây có đủ ánh sáng mặt trời và thụ phấn tốt. Trong suốt quá trình này phải chăm sóc cẩn thận, tỉa cành, loại bỏ các loài sâu hại gây bệnh. Vào mùa xuân, những cây táo bắt đầu nở hoa, hoa năm cánh có màu trắng, đôi khi pha chút màu hồng rồi pha dần chuyển sang màu trắng. Lúc mới, quả táo sẽ có màu xanh và sau thời gian những quả này sẽ to dần lên và chuyển sang màu đỏ. Đến mùa thu là có thể thu hoạch. Chúng tôi lựa chọn buổi sáng khi sương vừa tan có thể đi thu hoạch táo để giữ được chất lượng quả lâu hơn. Quả sẽ được thu hái bằng tay. Trong quá trình thu hái cần nhẹ nhàng, không làm dập quả. Sau khi thu hái xong, chúng tôi phân loại kỹ lưỡng, chọn những trái táo đủ tiêu chuẩn để đưa vào sản xuất. Những trái táo tốt nhất sẽ được ngâm rửa kỹ lưỡng nhiều lần bằng nước rửa rau củ và nước tinh khiết. Sau khi ngâm rửa làm sạch và để ráo nước, táo được thái thành lát mỏng, sau đó tiến hành lên men. Sau 6 tháng tạo thành giấm, giấm đạt màu vàng thẫm hoặc hơi hồng, tức là giấm đã đủ tiêu chuẩn đưa vào sử dụng.
Giấm từ từng hũ thủy tinh được đo kiểm nghiệm độ axit đạt tiêu chuẩn về hương vị mới bắt đầu được đóng vào các chai thủy tinh thành phẩm. Chiết xuất từ giấm táo có tác dụng chống oxy hóa, làm trẻ hóa thận, đánh tan và bào mòn sỏi thận, sỏi bàng quang, đồng thời có tác dụng kháng viêm, sát khuẩn, ức chế tế bào ung thư. Cây đỗ tùng còn có tên gọi khác là cây bách xù, có nguồn gốc từ châu Âu. Tinh dầu đỗ tùng từ lâu được biết đến như một chất mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cây đỗ tùng được trồng bằng cách nhân giống, quá trình này tốn nhiều thời gian và khó khăn, vì vậy để trồng được một nông trại cây đỗ tùng thì quả thật không hề dễ dàng. Vì vậy để trồng được cây đỗ tùng tốt nhất thì nông trại của chúng tôi phải đảm bảo đủ ánh nắng mặt trời và thoát nước tốt. Đất trồng có độ pH từ 6 đến 7. Thời điểm để gieo trồng thích hợp nhất là vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4. Chúng tôi kiểm tra kỹ để chọn ra những cây giống khỏe mạnh, không bị sâu bệnh đem đi trồng. Chúng tôi đào một hố sâu gấp đôi bầu rễ, rải rễ cây và lấp đất xung quanh rễ để loại bỏ các túi khí. Đồng thời tưới nước nhiều sau khi trồng xong để cây bám chặt vào mặt đất. Trong quá trình sinh trưởng, chúng tôi phải chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa loại bỏ những cành bị gãy hoặc chết để cây ra quả có chất lượng tốt nhất. Quá trình này đòi hỏi phải mặc áo dài và đeo găng tay để tránh những tán lá có vảy có thể tiếp xúc với da gây viêm da. Vào tháng 9 sẽ bắt đầu thu hoạch, các công nhân của chúng tôi phải thu hoạch bằng tay, lựa chọn những quả chín to tròn, không sâu bệnh để đảm bảo chất lượng dược phẩm tốt nhất. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành chiết dầu đỗ tùng theo quy trình tách chiết. Quả đỗ tùng được nghiền trong cối xay lớn, tiếp theo là chưng sấy bột nghiền. Quá trình chưng sấy sẽ tách ra phần béo và phần không béo, sau đó trích ly loại bỏ bã để thu được dầu đỗ tùng nguyên chất. Trong dầu đỗ tùng có chứa terpentine giúp lợi tiểu, tiêu diệt vi khuẩn, khôi phục bàng quang và đường tiết niệu. Tiếp đến là mùi tây, đây là một loại thảo mộc có nguồn gốc ở vùng Địa Trung Hải. Mùi tây lấy rễ là một trong những giống của mùi tây xoan phổ biến thuộc họ hoa tán. Nó có một thân cây có gân thẳng và các lá chia cắt màu xanh sáng, nhẵn hoặc có nếp hình tam giác. Rễ cây có dạng hình chùm dày lên, được sử dụng rộng rãi như một loại thảo dược chữa nhiều bệnh. Để trồng được mùi tây phải trải qua giai đoạn cực kỳ tỉ mỉ. 2 tuần trước khi gieo, hạt được ngâm trong nước ấm 48 giờ để tăng tốc độ nảy mầm. Sau khi hết thời kỳ, hạt được rửa sạch và đặt lên trên một miếng gạc trong vòng từ 5 đến 6 ngày cho đến khi mầm con xuất hiện. Hạt giống được đặt trong tủ lạnh 10 ngày nữa, sau đó chúng được làm khô. Sau đó chúng tôi đem hạt giống gieo vào các khay giống. Sau khi cây con cao khoảng 10cm có thể đem ra ngoài trồng. Quá trình trồng vô cùng cẩn thận bởi sẽ có nguy cơ làm hỏng hệ thống rễ ngầm. Tiếp đến là quy trình chăm sóc phải thật tỉ mỉ, bắt buộc loại bỏ cỏ dại khi chúng xuất hiện. Thực vật ngoại lai không được cản trở sự phát triển của môi trường nuôi cấy và lấy đi các chất có giá trị. Khi cây được 2 năm, rễ giữa dài có thể mọc ra từ 22 đến 24cm, độ cứng và có mùi thơm đặc biệt thì có thể thu hoạch. Chúng tôi sử dụng phương pháp truyền thống, đó là đào rễ mùi tây vào mùa thu vào cuối tháng 9 hoặc vào tháng 10 trong một ngày khô và nắng. Phần lá được cắt bỏ khỏi mặt đất và để khô trong vườn. Chúng tôi tiến hành đào sâu chỉ lấy phần cũ. Chất abiotic trong mùi tây có tác dụng lợi tiểu mạnh, ngăn ngừa muối hấp thụ bởi các mô trong cơ thể, giúp ngăn hình thành sỏi và bào mòn sỏi thận, đồng thời bảo vệ sức khỏe của thận. Cây Nam Việt Quất có nguồn gốc ở Bắc Mỹ. Trong ngày lễ tạ ơn của người Mỹ và người Canada thì Nam Việt Quất là một loại quả không thể thiếu. Trong điều kiện tự nhiên, loại cây bụi này thích mọc ở những nơi ẩm ướt như các đầm lầy và các vùng ngập nước. Nam Việt Quất phải được trồng ở các vùng đất có đủ điều kiện như ngầm nước, mọc trên lớp đệm cát, nồng độ pH thấp và hàm lượng chất hữu cơ cao. Để trồng được Nam Việt Quất tốt nhất, chúng tôi phải tiến hành trồng vào đúng mùa thu trong điều kiện khí hậu mát mẻ tầm khoảng tháng 9 để cây có thể sinh trưởng trong điều kiện khí hậu và thời tiết thích hợp nhất. Vào mùa xuân khi nhiệt độ ấm lên, nước được bơm ra, cây hoa và quả được hình thành. Tới tháng 9, khi quả bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm cũng là lúc cánh đồng bị ngập thì sẽ tiến hành thu hoạch để cho ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Chúng tôi sử dụng máy cắt để cắt quả, sau đó Nam Việt Quất sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Các công nhân của chúng tôi sẽ tiến hành thu gom và hút lên bằng ống dẫn nước. Bước cuối cùng, chúng tôi sẽ lựa chọn kỹ ra những quả có đủ điều kiện đem đi rửa sạch để áp dụng vào quy trình sản xuất. Nguyên liệu được đưa vào nhà máy và được chiết xuất trong vòng không quá 24 giờ. Độ bền flavonoid và anthocyanin phụ thuộc rất lớn vào nồng độ dung môi, nhiệt độ thủy phân và thời gian để hạn chế việc phân giải chất. Thời gian chiết xuất trong vòng 120 phút, nhiệt độ thay đổi từ 80 đến 110 độ C để thu được hóa chất cao nhất từ 90 đến 95%. Flavonoid và anthocyanidin trong cây Nam Việt Quất có tác dụng chống oxy hóa mạnh, chữa trị và ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp ức chế vi khuẩn trong niêm mạc của đường tiết niệu. Thành phần tiếp theo đó chính là bồ công anh. Bồ công anh là cây sống một năm, ưa thích môi trường sáng, cây mọc từ hạt vào mùa xuân đến mùa hè. Gần cuối mùa hè, cây bắt đầu ra hoa và kết quả.
Chúng tôi gieo trồng mồ công anh ở những cánh đồng đã được lên luống để tạo độ xốp cho đất và dễ thoát nước. Thời vụ gieo trồng vào mùa xuân, lúc này khí hậu ấm áp là thời điểm cây sinh trưởng tốt nhất. Trước khi gieo, hạt cần được ngâm trong nước ấm từ 50 đến 60 độ C từ 1 đến 2 phút để kích thích nảy mầm. Vì là cây phụ thuộc vào điều kiện sáng nên cần trồng cây ở nơi đón nhiều ánh sáng mặt trời, ít nhất là 4 giờ một ngày. Sau khi gieo hạt khoảng 1 tuần sau thì hạt nảy mầm và khi cây đã cứng cáp có nhiều lá non thì tiến hành chọn giống và trồng. Vào khoảng tháng 5 đến tháng 7, lúc cây bắt đầu ra hoa, chúng tôi tiến hành thu hoạch. Các công nhân của chúng tôi lựa chọn lúc trời râm mát phải tự tay hái lá và hoa để chất lượng được đảm bảo. Thảo dược mang về phải loại bỏ lá già, rửa sạch, cắt đoạn từ 3 đến 5 cm, sau đó phơi khô ngoài nhiệt độ 28 độ C. Tinh chất từ bồ công anh có tác dụng chữa trị viêm nhiễm đường tiết niệu, đánh tan sỏi thận, bù đắp những thiếu hụt đã mất trong nước tiểu, đồng thời tăng cường chức năng thận. Cuối cùng là bearberry, là cây dâu gấu hay còn gọi là cây mật gấu, sống ở vùng Bắc Mỹ, là loài cây ưa thích của loài gấu. Để trồng cây dâu gấu tốt thì phải chọn những cây chắc, khỏe, cứng cáp và không sâu bệnh. Thời điểm trồng thích hợp là vào tháng 3. Cây dâu gấu có yêu cầu đặc biệt là phải trồng trong axit có độ pH từ 4 đến 6, đất cát và thoát nước tốt. Tháng 6 là lúc hoa mật gấu nở rộ, có màu hồng nhạt, hình chuông. Đây cũng là thời điểm chúng tôi tiến hành thu hoạch lá để điều chế thuốc. Quy trình thu hoạch lá phải rất tỉ mỉ, chúng tôi phải chọn những lá có độ già vừa phải để đảm bảo dược tính của thuốc. Sau khi thu hoạch về, phải loại bỏ dập nát, đem đi rửa sạch để mang vào áp dụng quy trình điều chế. Polyphenol từ cây dâu gấu có tác dụng kháng viêm, thải độc và bảo vệ thận, kích thích thận, tăng cường lượng nước tiểu. Tại nhà máy của chúng tôi, áp dụng các phương pháp chiết xuất hiện đại có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp truyền thống thông qua một số tiêu chí như hàm lượng hoạt chất được chiết xuất cao hơn, loại bỏ tạp chất hoàn toàn, đồng thời hiệu quả sử dụng sản phẩm đạt cao hơn. Bây giờ thì bạn có thể hoàn toàn an tâm về quy trình sản xuất và chất lượng của bộ đôi thuốc dược thảo BioLab. Vì sự khan hiếm của thảo dược cũng như thời gian canh tác lâu phụ thuộc vào các yếu tố môi trường nên mỗi năm chúng tôi chỉ cho ra đời khoảng 5.000 bộ đôi thuốc dược thảo BioLab. Vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline của Balora 0909 542 938 hoặc 0962 158 661 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập website quendisoibangquang.com, youtube.com/BioLab TV hoặc đến địa chỉ dược phẩm Balora tại số 22 đường 34, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bạn luôn vui khỏe. Cùng BioLab, đánh tan sỏi bằng quang, mang lại dòng tiểu ổn định.